Chú chó nhỏ này đã được một người phụ nữ tìm thấy trong một khu vườn. Tiếng khóc yếu ớt của nó đã khiến cô gái chú ý và cô ấy đã không thở. Vì hoàn cảnh kinh tế của mình, cô ấy không thể chăm sóc y tế cho chú chó, nhưng cô ấy đã tìm kiếm sự giúp đỡ. Chú chó chỉ là một đứa trẻ sơ sinh. Trên cơ thể nó có 3 lỗ thủng đầy run. Có 2 lỗ ở cổ và 1 lỗ khác bên dưới. Em là một bé gái và chúng tôi gọi cô bé là Rainbow. Quá nhỏ bé và cô ấy đã biết đến sự đau khổ nhất. Chúng tôi sẽ chuyển cô bé đến bác sĩ thú y. Chúng tôi không biết điều gì có thể xảy ra với Rainbow, nhưng có vẻ như cô ấy đã như thế này hơn 3 ngày. Những con sâu đang hành hạ Rainbow và cô bé không ngừng khóc. Các bác sĩ đã bôi một loại thuốc có tác dụng tiêu diệt giun từ bên trong. Nhiều con sâu đã được loại bỏ và nhiều con tiếp tục chui ra từ bên trong. Từng con sâu cuối cùng đã được loại bỏ. Tất cả các khu vực trên cơ thể của Rainbow đã được dọn dẹp sạch sẽ và tốt đẹp. Và cô ấy sẽ được cho dùng thuốc kháng sinh để điều trị nhiễm trùng. Chúng ta sẽ phải chờ xem Rainbow sẽ có tiến triển như thế nào. Ngày thứ 3, Rainbow đã chiến đấu bằng tất cả sức lực của mình và giờ cô ấy đã hồi phục hơn mỗi ngày. Cô bé đã có thể tự ăn cơm. Những gì cô ấy làm được nằm ngoài sức tưởng tượng của chúng tôi. Cơ thể nhỏ bé của cô ấy gần như đã bỏ cuộc. Nhưng chú chó này đã được tái sinh từ đống tro tàn và sống lại khi tất cả giun đã được loại bỏ khỏi cơ thể của nó. Cuộc sống đã cho Rainbow cơ hội thứ hai và cô ấy là anh hùng tí hon trong lòng tôi. Với rất nhiều tình yêu và sự quan tâm, Rainbow đã vượt qua một cách thần kỳ. Trong thời gian được chăm sóc nuôi dưỡng, cô học cách hiểu rằng cô không còn cô đơn nữa. Ngày 18, chúng tôi vui mừng thông báo rằng bé Rainbow hiện đã có gia đình riêng. Cô ấy đã được nhận nuôi một cách hạnh phúc. Và đối với gia đình xinh đẹp đã nhận nuôi cô ấy, có mong cuộc sống sẽ tràn ngập phước lành. Rainbow đã trở thành một chú chó mạnh mẽ về cả thể chất lẫn tinh thần. Trong mắt cô ấy sáng lên một tương lai tươi đẹp. Tôi tin rằng cô ấy sẽ được lớn lên trong sự tử tế và bao dung. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi và đồng hành cùng chúng tôi. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện tiếp theo trên Hair Animal Rescue.